Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và trong clip mới này thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu sản phẩm nữa là bộ ghế ăn Louis Hoa Hồng 100% chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Đây là hàng siêu kỹ và được chọn vân chọn gỗ rất là đều. Đây là hàng đặt của khách hàng ở Hà Nam. Khi chúng tôi vừa về xong mộc thì chúng tôi tẩy axit và quét nước lên thì vân gỗ nó hiện rõ, thì tôi quay lại video clip để báo cáo với anh khách hàng ở Hà Nam là hàng của anh đã xong rồi. Anh không thể về cơ sở xem được thì anh xem online trực tuyến qua YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành hoặc fanpage Đồ Gỗ Hiền Lành hoặc website nội thất La Xuyên.com. Anh đã tin tưởng cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành và anh đã đặt 14 chiếc ghế ăn Louis Hoa Hồng. Quý vị có thể liên hệ theo hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684 thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý vị. Vì mỗi đơn đặt hàng của một khách thì kích cỡ lại khác nhau. Và trong clip này thì chúng tôi cũng báo luôn thông số kích thước hàng đặt hàng dày dặn của anh như sau. Chiều dài của chiếc ghế là 45, chiều sâu là 44 và chiều cao của ghế là 1m17. Khuôn chúng tôi làm 4 phân và ván chúng tôi làm dày 2 phân. Chân cong, yếm cong. Và xung quanh những vách tựa là chúng tôi có làm lá tây, diễu xung quanh để phân biệt với hàng thường. Còn một mẫu sản phẩm nữa cũng tương tự như này thì chúng tôi đục cả vách mặt đằng sau, đục hai mặt như nhau. Nhưng theo yêu cầu của anh thì chúng tôi không đục mặt sau. Còn quý khách nào thích đục thì chúng tôi sẽ đục. Thì giá thành nó sẽ cao hơn chút. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì có thể liên hệ tới hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị không thể về trực tiếp cơ sở được thì quý vị sẽ xem qua YouTube hoặc quý vị lấy hình ảnh thì qua fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành. Chúng tôi cập nhật liên tục 24 trên 24 những mẫu mã sản phẩm mới nhất. Quý vị hãy đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất về sản phẩm mà chúng tôi đưa lên. Đây quý vị chiêm ngưỡng này. Toàn bộ vách là vách đục hoa hồng và trương là trương hoa lan tây. Mặt ghế thì được chọn vân, khác với hàng bình thường trên thị trường. Đây là 14 chiếc ghế ăn là đơn hàng của anh, vì anh đã có bàn là chiếu ngựa rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong các clip.